Hôm vừa rồi em có đăng cái video là bên em xử lý chiếc xe bị ngập nước do cái đợt lũ vừa rồi. Thì có rất nhiều anh em comment cái comment rất là tiêu cực. Đó là xe này sẽ đi về đâu? Cam kết không không đâm đụng ngập nước. Xe này đi vài hôm là hỏng. Nói thật sự với các bác là như này, về một cái chiếc xe mà ngập nguyên cả chiếc xe trong nước như này, ngâm 3-4 hôm thì nói thật là một chiếc xe ngập thì không thể nào mà nó trong sau này mình sử dụng thì không thể nào nó bằng một chiếc xe zin được. Đấy, phải khẳng định là các bác như vậy. Nhưng mà với cái quy trình như bên em làm và tất cả những gara làm uy tín chẳng hạn thì họ sẽ làm rất là cẩn thận, rất là chi tiết, thì đảm bảo sao là trong cái quá trình sau này anh em sử dụng nó không gặp một cái rủi ro gì cả. Như bên em làm ấy, tháo tung hết, vệ sinh máy móc các thứ, vệ sinh con này không phải làm lại máy nhá, vệ sinh thôi. Còn về trong phần nội thất chẳng hạn, nội thất thì bên em sẽ tháo hết kể cả trần. Cái này thì bên em đã vệ sinh hết táp lô các thứ, bọn em sẽ tháo ra hết rồi, vệ sinh lại rồi, và con này đã tiến hành xử lý được tầm 70% rồi. Đấy. Đấy, còn cái vấn đề những chiếc xe này đi đâu về đâu và có cam kết đâm đụng ngập nước không thì nói thật với các bác là những chiếc xe này vẫn có trên thị trường là chuyện bình thường, không thể nào mà tránh được. Đấy, bởi vì là thị trường chung mà. Khi mà người ta có nhu cầu chuyển đổi xe, người ta bán xe, người ta bán cho gara, người ta bán cho người dùng. Và cái xe này thì nếu mà check ra nó đúng là xe bị ngập nước thì nó sẽ đi đôi với cái giá trị mà anh em nhận được. Đấy, đi đôi với cái giá trị mà đầu tiên anh em bỏ ra. Đấy, còn cái vấn đề mà anh em cứ lo là xe này sẽ đi đâu và cam kết không đâm đụng vào nước, đấy là anh em chưa tìm được một đơn vị bán xe uy tín. Nếu mà bán xe uy tín, có thể như chiếc xe này chẳng hạn, là họ sẽ bảo luôn là chiếc xe này bị ngập nước cho đợt lũ, họ sẽ bán đúng với cái giá đấy, bán giá rẻ đi đấy, đi đôi với cái đồng tiền, thì đấy là đơn vị uy tín. Còn nếu mà anh em mà chọn đơn vị bán xe không uy tín hoặc là đơn vị check test không chưa có kinh nghiệm, không check test được con này là bị ngập nước thì anh em mua phải con này thì bị xui rồi ấy, chẳng hạn là như vậy. Thực ra là như một chiếc xe như này thì vẫn sử dụng bình thường, không có vấn đề gì cả, khi mình đã vệ sinh tất cả mọi thứ rồi, đảm bảo rồi, check test lại rồi đấy, hệ thống hoạt động bình thường, nhưng mà nó vẫn là một chiếc xe ngập nước, không phải một chiếc xe zin nữa đó. Còn anh em nào băn khoăn về cái vấn đề mà xe bị ngập nước thì hãy chọn một cái đơn vị bán xe uy tín này, chọn một cái đơn vị check test uy tín này, hoặc có thể anh em mang trực tiếp vào hãng đấy, để sao mà khi anh em cầm một số tiền đi, anh em mua một chiếc xe được một chiếc xe ưng ý nhất, tốt nhất để anh em sử dụng anh em nhé.